2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của công việc triển khai dự án nâng cao sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Tổng kinh phí lên đến 50 triệu đô trong thời gian 5 năm kể từ năm 2011 đến năm 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 TTG QHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam. Dự án do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể dục